Ngắm biệt thự 200 mét vuông của chị đẹp Thanh Vân Hugo, góc nào cũng sang, mê nhất khu vực hồ cá koi. Trải qua nhiều biến cố từ ly hôn, sức khỏe đến sự nghiệp, Vân Hugo giờ đã lấy lại được phong độ và có cuộc sống viên mãn. Quyết định đi thêm bước nữa, nữ MC hiện có được hạnh phúc trọn vẹn, dư giả bên chồng và các con. Vân Hugo và gia đình hiện đang sống tại một căn biệt thự rộng gần 200 mét vuông tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, cơ ngơi này của cô là món quà do nửa kia tặng. Theo đó, căn biệt thự được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo. Nội thất bên trong đều được lựa chọn tinh tế, sang trọng. Trên trang cá nhân của mình, thỉnh thoảng chị đẹp cũng khoe một vài góc yêu thích trong căn nhà. Vốn là người phụ nữ của gia đình nên Thanh Vân Hugo rất thích bày trí, trang hoàng nhà cửa theo sở thích hoặc mỗi mùa lễ hội. Tầng 1 của căn biệt thự là không gian của phòng khách và khu vực bếp mở. Tại phòng khách, Vân Hugo sử dụng bộ sofa trắng kem, không quá nhiều họa tiết hay màu sắc cầu kỳ nhưng hợp vai với tổng thể căn nhà, giúp không gian trở nên ấm cúng. Đây cũng là nơi được nữ MC thường xuyên trưng bày hoa, giúp ngôi nhà thêm đẹp và lung linh hơn. Đi sâu vào trong là khu vực bếp, bàn ăn, vẫn theo tiêu chí đơn giản, tinh tế nhưng hòa hợp với tổng thể, căn bếp có màu trắng kem, bộ bàn ăn cùng kiểu dáng với ghế sofa. Đặc biệt, góc nấu nướng mỗi ngày của nữ MC nhìn ra view là khu vực sân vườn phía sau rất mát mắt, tạo nhiều hứng khởi để nấu ăn.